Xin chào các bạn, đây là bệnh viện mắt Tây Nguyên. Hôm nay là 25 tháng 1 năm 2019. Rồi tôi thấy chỗ nào hay rồi quay. Đây là bệnh viện mắt Cao Nguyên. Điều kiện được xét là tối thiểu có 12 ca, tức là bình quân và giới thiệu một tuần một ca. Về thứ năm thì 3 cá nhân có số ca giới thiệu nhiều nhất trong năm. Và cũng có một điều kiện, đó là tối thiểu phải là 48 ca trong một năm, tức là bình quân là một tuần được một ca. Về mức thưởng, các bạn lắng nghe mức thưởng cực kỳ đặc biệt. Đó là giải tập thể. Thì nếu như tập thể đó mà được giải nhất thì trưởng khoa được 10 triệu, tổ trưởng được 3 triệu, nhân viên được 1 triệu. Nếu như khoa đó mà có hai tổ trưởng á, thì là mình sẽ nhân cái số tiền thưởng lên, cũng như số nhân viên sẽ được nâng theo. Giải nhì là trưởng khoa phòng được 6 triệu, tổ trưởng 1 triệu. Trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống và cùng nhau vui chơi hết mình trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thì ngay sau đây tôi xin mời bốn người chơi của chúng ta hãy nhân trở về sân đấu. Phía sau của chúng ta còn rất nhiều các trò chơi và rất nhiều các cuộc thi rất là hấp dẫn, rất nhiều các phần thưởng thật và giá trị trong buổi tối ngày hôm nay. Mỗi đội mình đại diện một nam một nữ ạ. Vâng, xin mời chúng ta cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho bốn đội chơi của chúng ta được không ạ? Vâng, ba đội còn lại đâu ạ? Trận đấu mình đã có mặt ạ, mời đội của đội tổng hợp ạ. Xin hỏi là ba đội chơi của chúng ta còn là ai? Là nữ luôn luôn chiếm số đông và luôn luôn mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Đàn ông của chúng ta đâu ạ? Thể hiện sức mạnh mẽ của mình đâu ạ? Sân khấu của chúng tôi bây giờ chỉ có hai người, còn một hai người nữa đâu ạ? Mời nam đội tổng hợp ạ. Xin hỏi bạn đã đáp đủ chưa? Bạn xin các bạn cho chúng ta hãy vâng, kính thưa quý vị, thì tôi xin thông báo đó là trò chơi của chúng ta là bịt mắt tìm sâu. Và ngay sau đây thì tất cả những cô gái của chúng ta sẽ bịt mắt lại và trổ tài của mình, sẽ dùng đôi tay của mình và tìm ra những con sâu thật là ác đang nằm ở đâu đó trên người của các anh chàng ấn lành chúng ta. Vâng, xin mời bốn cặp chơi của chúng ta, bốn đội chơi của chúng ta hãy trở về vị trí của mình nhé. Vâng, tôi xin hỏi là phòng tổng hợp đại diện hai bạn của phòng tổng hợp đâu ạ? Đại diện ai giơ tay lên ạ? Hai bạn tổng hợp đâu? Xin mời qua bên khác bên đây ạ. Vâng, và tôi xin hỏi là khoa khám. Xin mời hai bạn khoa khám vào đâu ạ? Giơ tay lên ạ. Bạn nữ đó ạ. Xin mời bạn đứng đây. Mấy khoa là nỉ. Xin mời bạn nữ vào đây. Xin mời bạn nam đứng vào vị trí mình. Hỏi là chuẩn đoán khoa dược. Hình ảnh có khoa dược không ạ? Hai bạn giơ tay lên ạ, hình ảnh có khoa dược. Tôi xin mời hai bạn ra phía trước đây. Xin mời hai bạn. Đâu, bạn gái khoa dược không? Bạn gái khoa dược không?
bạn gái đó, bạn gái Phan Trường đó. Xin mời bạn đây, xin mời bạn. Không phải tức người quay bất đắc dĩ. Ui ơi, toàn cô đẹp thế. Không phải thi đâu các bạn. Vâng, xin mời tất cả các bạn nam của chúng ta hãy nghỉ mắt lại cho các bạn nữ. Và tôi thấy thì như là cái vải bịt mắt này nó không đạt hiệu quả cho lắm, hình như là chỉ xuyên qua cả. Rồi, xin mời tất cả các nữ chúng ta vào vị trí, lát nữa. Rồi, xin mời. Rồi, xin mời phục vụ của chúng ta hãy kèm và sâu lên phía trên người của các anh chàng đẹp trai chúng ta. Xin mời bạn quay ngược lại. Thank you.
chỗ nào nguy hiểm nhất là chỗ đó nhiều sâu nhất. Cứ tìm chỗ nguy hiểm nhất là có nhiều sâu. Xin mời các bạn nữ của chúng ta hãy bịt mắt lại. Nhanh tay khi nào mà nghe nói MC kêu hết giờ là các bạn phải dừng lại ngay, và tôi đếm trên tay của tất cả các bạn nam, ai nhiều kẹp hơn người đó sẽ giành chiến thắng. Vâng, xin mời một phần phục vụ chúng ta nhanh, bởi vì phía sau của chúng ta còn rất nhiều trò chơi vui nhộn khác. Vâng, xin mời một bạn nữ đã rơi
mời bạn trở về sân khấu. Xin mời bạn nữ trở về sân khấu ạ. Bạn biết được trên người của bạn nam của chúng ta sẽ còn một con sâu chưa được bắt. Thế này bây giờ để cho công bằng thì cũng mời bạn tới đây bị mắt và tìm lại một con sâu duy nhất cho trên người của nam. Để đồng ý không ạ? Đi chăng nữa là các bạn cũng đã rất là dũng cảm. Nếu mà là tôi chắc là tôi không dám bắt con nào.